Hello mọi người, chào. Hôm nay hàng thì cũng gì, giờ đang trong dịch bệnh thì nhập đồ nó cũng không người ta không có làm nên nhập hàng cũng được khó khăn. Còn máy mùa này đang đang mùa sắt nên đi mà máy mà nó là đà máy thì câu dây mát ngắn lên, dây mát thả tầng 5-3 tấc nước rồi đừng đi máy được. Còn đi máy được để nó cháy, còn nó đi đà máy thì đem lên dẹp. Có máy nó mặn anh em đem xuống anh em đánh, chứ để đi rồi công nó hư công điện hỏi này hỏi kia. Tại máy mùa này nước đang sắt thì phép, với giá cả thì này nhập nó cũng hơi cao tại chi phí nó không ấy. Thì này thì bên đây là con phép 1404 nhập cũng còn được như đây à. Bên đây lấy hai hệ hai bên lận, bên kia 10.000 con mà bên đây được có 200-300. Mà bên đây cái con phép này nó sẽ cao giá tiền hơn con phép này 1404 này nè. Phép 1404 nó mắc gấp đôi lần con 105 3205 luôn, công suất nó lớn thì cũng gấp đôi luôn. Em thì xài bên đây là phép đồng không à, còn ai hô phép bự phép lớn thì ngon thì anh em cứ xài đi. Ba dòng máy đó phép đó em không đổi giờ xài thấy không đạt yêu cầu em xài lưng đồng, tới giờ xài lưng đồng luôn. Còn này 3205 như đó là có 200-300 con à, còn này E42 lỗi khuôn và biến áp. Còn còn cái hộp á, để nhiều khi về bụi cái này chắc lỗi không à. Không cái này khuôn 42 khỏi khui có để à, lỗi cái khuôn tròn 42. Còn trong trong cái còn cái hộp thí dụ để bụi bặm, thí dụ gửi tới anh em lỡ có hơi bụi ấy, thì anh em thông cảm vô đó. Tại mình lấy số lượng hộp lần mấy chục về nên để chứ đâu có đợi mà cái hộp mà lấy cái máy gì lắp đâu, lấy trước. Thí dụ bụi bặm thì nó dính chút đỉnh thì cái đó thì không không gì, về đi cũng dơ à. Nhưng mà dao mới thì nhìn nó hơi khó coi tí. Đây hộp với đồ đồ thì trong hộp rồi, lấy không? Đây hộp này không có đồ, nó nhẹ bông nè, hộp có đồ nó sẽ nặng. Không cái này nó bỏ hộp rời luôn rồi, hộp nhỏ sao anh không có giao ta, rồi nếu hộp nhỏ không giao vậy cái ấy sao giao ta, hộp máy tám anh không có giao luôn rồi. Đồ lên đây tặng được cái súng hút cái gì á, cái đồ mình lấy thì số lượng nhiều đấy. Còn một hai cái máy đối với em thì anh em mà yên tâm như đó, lỡ hư hao trục trặc gì đấy gửi em sửa thì yên tâm đó. Lỡ cứ mua về nó có trục trặc thì gửi em coi chỉnh sửa lại cho anh em, cái anh em về thì đi xài lại bình thường là yên tâm như đó. Hay nhà người ta mới mua về đi không được cái trục trặc đây. TN hộp nhôm bịch thì cái hộp nó sẽ để trong đây, còn sau đây cũng có. Thì mấy hộp này nó sẽ đựng đồ trong đây nè, đợt trước không biết nên nên kiểm không thấy. Có một cái mùng sáu Tết có anh kia đặt máy hay ấy, em bé 2,8 triệu. Anh về anh điện anh coi cái clip có 2,3 triệu, anh nói anh chửi quá trời, nói mới đầu năm một tháng làm ăn gì đâu đăng clip bán 2,3 triệu bán anh 2,8 triệu. Anh nói cái máy 2,8 triệu hộp vô công nghiệp này chỉnh sửa đồ đạc đổi bên trong là lúc đó là nay cũng lâu dữ rồi, chứ đâu phải mà mình bán cái máy 2,3 triệu mà sách anh bán anh 2,8 triệu rồi. Anh nói anh còn chửi mình đó chứ, mình chửi lại nha, cái đầu đâu đó là đàng hoàng nha, đồ đạc thí dụ máy bao nhiêu là bao nhiêu, YouTube mình có nói mà. Còn đây tụ này là 50V 1000 UF là để dành lọc tụ nguồn à, sau này em sẽ in mạch đổi chỉnh sửa nó là giá thành cao lên nè, thì tụ sẽ chân lớn chân mới. Nói chung là đồ đợt sau này là mạch là chỉnh sửa nữa á, nó thì giá thành đừng cho cái đồ máy mình đi nó lâu hư hơn đi, cái chứ giờ bán ra mà nhiều số lượng nhiều quá mà lớp lớp sửa lại nó cực lắm.
nó lâu rồi mấy chục trạm mình sửa nó cực, thà là nó thời gian dài nó lâu nó hư lần mình sửa cái nó cũng khỏe. Trạm mình em lắp này lắp mới mà nhiều đây, dưới đây thì tụ nữa đây, bên đây điện trở cái gì nhiều nhiều á, không có thùng nào đựng. Thì máy móc thì em ít khi nào em quay máy, em có nói rồi, em chỉ quay đồ lấy về cho anh em thôi, chứ còn máy móc em không lấy, em không có quay mà máy từ cây giao mấy năm nào em. Cái này để chở thì tụ đó, thì tụ nguồn sau này mình sẽ tụ này nè. Đây còn hộp đây, còn đồ nặng đây, đây hộp này còn này không nhẹ. Đây anh tặng cho cái súng hút nè, súng hút gì mà hút trên máy á, hồi bữa mình xài tự giặt à, giọt qua bên đây. Đây cò bóp với tụ cò bóp. Giao hết hộp vỏ vậy, đây băng keo, băng keo để quấn lỗi này, một cuồng vậy anh em nghĩ bấm bao nhiêu cái máy mà lấy lần chục, bỏ qua bên đi, còn ấy, này là tụ 220 V, hồi đợt trước em xài 270 nhưng mà đợt này xài 220 tại 270 tụ hết rồi, xài 220. Thì cái mạch vào thì cũng có nói là mạch vào nó chạy ba con tụ nguồn này à, nó chịu được. Còn nếu mà ai mà khu đen lỡ lỡ mà phèn dơ á, thì bán cái máy đó nó trước, em sẽ câu là anh em đánh được nước lỡ nước phèn luôn, nhưng mà nước lỡ lỡ với nước phèn, nhưng mà sau này về nước ngọt anh em phải nối tiếp điện là phải gửi máy lên được câu lại chỉnh sửa lại. Đây tụ vọng chân vọng ơi, đấy dưới đây còn một lô lốc nữa nè, đấy đấy còn lốc dưới đây nữa nè, lụm mốt kia à, cái này kia mốt đây 200. Còn bên đây thì bên đây thì có người khác ăn, em lụm thì tới mấy chỗ nữa. Bên đây thì 1000 con móc phép với đồ đạc biến áp E42 49 chứ. Áp này thì cái chỗ người ta lấy thì chắc em nghĩ là người ta lấy số lượng ít nên người ta bó sẵn nè, còn em lấy số lượng nhiều nó sẽ vô khai không à, tại vì mấy người ta đi vài bộ 5-3 bộ rồi vậy nên nó vô cái khuôn vậy chứ. Còn nếu mà như em thì em lấy số lượng nhiều á là người ta vô nguyên một cây như mấy đợt trước em quay cho mấy anh em thấy à, biết áp sắp vậy chứ đâu có mà sắp như vậy. Đây 1000 con móc phép linh đồng nha, đây một cái máy hiện tại, cái máy thì em đi thì máy tạo một cái máy là 8 phép với 16 phép là cao nhất nha. Còn nhầm người tao hôn phép hôn gì ta, mấy chục con ngon hay là phép lớn ngon phép nhỏ, em nói cái vụ phép là em nói lại không quan trọng, em quan trọng là thằng làm máy, cây máy hai biến áp nó đi nối tiếp điện áp là 5-600 V chứ còn một biến áp là quấn không tới đó, trong khi một biến áp đi nó nóng nó dễ hư
Đó còn máy em bán đây, hiện trường máy đây, anh em cũng biết là số lượng em lấy à. Đấy mà chưa có anh ai mà nói chia gì dòng máy này luôn á. Đây 1000 con phép đây, một cây về 50 con. Một hai lóc vậy là 10 cây, bên đây 10 cây nữa là 20 cây. Là 1000 con móc phép. Đây. Nè, đây 1 3 5 8 10. Và đây 10 đó là 20 cây này là 10000 con móc phép. Lưng đồng nha. Tại vì bên kia lấy hết thì em lấy bên đây em lấy là hai ba chỗ chứ không phải một chỗ. Đấy. Tại mùa này cũng nhập ấy này. Nè, nếu mà lấy số lượng nhiều người ta sẽ vô khai như vậy mới đúng rồi. Mà sao cái này còn lục cục hồn hồn nhỏ này. Đó. Thì khuôn với lỗi luôn. Ở này em biết có lỗi không thì con mình cũng chưa biết à. Thấy có mà trong khu thùng kia có. Đấy. Đấy còn giờ thì cũng gì ta? Lên được cái bàn này rồi thì clip sau mình sẽ sắp xếp xong rồi mình sẽ quay cho anh em coi đồ đạc thôi. Cái bàn này thì mới hàng thôi, đồ đạc đây. Thì sau này thì có ấy gì em quay sau. Giờ lo sắp soạn rồi vô thôi, này chỗ làm việc đây. Đấy. Thì còn mấy cái máy này anh em ảnh mua cái cây máy bộ này sau này á, em nói anh em có nhận máy em á, thí dụ mua em cây, sau này em không nhận sửa cái máy nào nha. Thí dụ anh em mua ở đâu không cần biết, thí dụ em bán cái máy của em thì em chỉ nhận một cây thôi. Như một anh này, anh mua em có cây máy à, mà ông đi đây cả nửa năm trời em gửi thêm hai cây máy để sửa nữa. Đó nên sau này em nói là cái máy em nhận sửa còn máy khác là em không nhận nha. Đó, anh em thông cảm. Làm của mình em không, em làm không có sể, lúc máy đặt, lúc máy giao nó em làm không có sể.